quán chủ mình thì có. Nè, mày còn dám cãi nữa hả? Nè, tao nói cho mày biết nha, cái bút mực này là màu xanh, nhưng tao nói nó là màu đỏ thì màu đỏ nghe chưa? Làm chi? Thấy bạn người ta thiền ăn hiếp hoài. Ông ngoại ruột gì mà không binh cháo mình vậy chứ? Chào bạn Hiền, lâu quá. Gì? Gà hả? Ồ, sẵn sàng nhận thôi. Nè, bữa nào sắp xếp có 2-3 ngày lên Sài Gòn với tôi nha. Ừ, rồi hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn. Gà hả ba? Ừ, ba có người bạn trên núi đó, biếu mấy con gà. Hay quá, dạo này sức khỏe sinh lực của con như nó bị xuống thấp quá hả ba? Sinh lực của con thì kệ con chứ, quan trọng là sức khỏe của ba kìa. Dạ không. Yeah, tất cả đùi gà sẽ là của con nha không? Yeah, cho mình một cái với. Ừ, cho mày cái cặp phao câu á. Ý ơi. Dạ. Biểu. Dạ. Hôm nay có người đưa gà tới á, con nhận giùm ông ha. Dạ. Sẵn con chạy ra chợ á, con mua nhân sâm nhiều nhiều nha. Tại vì gà mình hầm với nhân sâm ăn nó mới ngon mới bổ. Khỏi đi, ông không thích nhân sâm. Con bỏ nhẫn nhục nè, kỹ tử với lại táo tàu là được rồi. Vậy bỏ ít nhân sâm cũng được. Tôi không thích nhân sâm. Dạ, vậy lát nữa con chỉ bỏ kỹ tử, táo tàu với nhẫn nhục thôi ạ. Chiếu tướng. Coi như thua rồi đó. Chị ký vô đây giùm tôi nha. Ô, mấy con gà gì giữ với quỷ á. Trời, chưa thấy con gà nào như con gà này hết trơn á. Dạ, xong rồi. Cái người gửi hàng á, người kêu là chỉ cần chùm cái mấy vải đen này lên á thì mấy con gà nó không có sao đâu. À, em biết rồi. Cảm ơn anh nha. Ờ, vậy rồi tôi đi trước nha. Có gì chị giữ nha. Bye bye chị. Thưa chào ông. Ủa sao ngu vô tay không? Mà gà đâu? Dạ, mấy con gà nó còn sống. Con kêu người ta để trong lòng rồi ông. Ừ, vậy được rồi. Dạ. Phải gọi mà điện ông rồi. Ông ơi, cảm ơn ta các. Con thấy mấy con gà nó kỳ kỳ á ông. Kỳ kỳ là sao? Bộ nó bệnh hả? Dạ không. Mà sao con thấy nó quậy quá trời luôn. Ông quên không nhắc con. Mấy con gà nó khỏe lắm, nó tăng động lắm đó. Dạ, con chào ông mới về. Ừ. Trời ơi, mấy cái con gà này sao nó ồn ào quá trời là ồn ào nhất cả đầu luôn. Dạ, mặc dù con sống ở trên núi cũng chưa thấy mấy con gà nào mới dữ vậy luôn á ông. Điều này chắc phải không có nhốt nó ngoài sân. Ngọc, tôi dạ. Coi đem mấy con gà ra ngoài chợ nghe cho ba nghe chưa? Con đem hả ba? Vậy ba đem nghe con. Mấy chuyện này là của tâm ý mà. Con nghĩ sao vậy? Cái cuồng già gà nó bự như vậy mà sao nó khiêng nổi? Vậy thôi để con làm. Đi đâu á? Chuồng gà nuôi trong nhà hả? Ba không thấy con ăn mặc hả? Đẹp quá mà ba. Ăn mặc gì đem gà ra chợ người ta cười mắc cỡ chết. Lên thay đồ rồi cũng đi. Trời, nó tự tin một cách khủng khiếp với nó luôn. Lại lên, lại lên. Con đem mấy gà ra chạy cho ba. Rồi chậm lực quá, xong lắm. Chị. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Mau lấy hộp tới đây lên con. Con bị sao vậy? Ôi, nó gắn như nó quạo rồi mổ rồi. Trời ơi, con gà sao nó quạo con vậy? Dạ, hồi nãy Lam Chi với con đi học về, mấy con gà lao ra mổ với quạo nữa. Con thì dùng cặp đổ không sao, còn Lam Chi thì... Gà nhốt chuồng sao nó quạo nó mổ Lam Chi được? Dạ, con nhắc rồi mà Lam Chi không nghe, cứ tới mở cửa chuồng.
Trời ơi, Di sẽ mở cửa chuồng chứ vậy con? Rồi giờ mấy con gà đâu rồi? Dạ, mấy con gà chạy lung tung ngoài sân hết rồi. Trời đất ơi, đau quá. Ráng chịu đau xíu nha con, không sao đâu. Rồi giờ làm sao bắt lại mấy con gà đây? Đúng là mấy con gà chết tiệt thì thiệt chứ. Bà để đi, con bắt hết tụi nó cho. Bà tin tụi nó con, cho tụi nó biết tay con. Dạ. Ba ơi, nhưng mà nó dữ lắm luôn á, bự cho bá luôn. Mấy con gà làm sao làm khó bà được. Bà sẽ báo thù cho con. Hết rồi. Quay qua cho con dán chú. Quay ra cho người ta dán. Dán nữa hả? Dán nữa giờ quýt cái mặt luôn, dán hoài trời. Nhẹ nhẹ thôi cho con, đau lắm á. Nhẹ thôi, nhẹ. Ôi da, ta giết người à. Chú, con xin lỗi chú. Nhẹ, trời ơi. Con, một miếng nữa nghe chú. Dán cái gì mà đau chịu không nổi luôn á. Cầm cái kiếm để tự dán cho. Dán con nhẹ nhàng mềm mỏng, người ta không đau. Dán cái gì mà như đau quá trời quá đất luôn à. Bên đây nghe chú. Thấy rồi, con mắt đâu có đuôi đâu. Đi coi coi coi. Rồi, ngay đó đúng không? Dán cái dán nhẹ nhẹ. Nè à. Đó, cái nhẹ nhàng gì có đau không? Ủa sao nó lệch qua bên rồi ta? Trời ơi, ông ấy ông dán vô kiến kìa. Vậy hả? Trời, con đau quá ba. Ây, con thật làm cái đó tin ba. Ba đúng là dở em. Nói thì nói cho dữ vô, làm không được cái gì hết. Tại ba không biết cơ hội. Dán nữa hả? Dạ, dạ, để con dán cho chú. Thôi, để chú dán nha. Thôi, 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 để nó dán. Mày dán hồi nó đầy kiến luôn vậy. Để người ta dán. Ba còn kể ba nghe nha. Rõ ràng á là con dí con gà đó rồi. Con nó tả xung hữu đột ha. Đấu với nhau 365 trận. Ây da, trời ơi, trời giết rồi. Xin lỗi chú, xin lỗi chú. Xin lỗi. Rồi dán cái nào cái đấy nó đau như quỷ gì đó. Rồi sao nữa? Con nó tả xung hữu đột đánh nhau quá trời luôn. Rõ ràng con đang dí nó chạy. Tự nhiên bất ngờ qua nó quay rồi nó chơi cứu hồi mở kê với con phải xạ không kịp cho nên ngồi đây luôn nè. Con thấy chú Toàn bỏ chạy không à? Con ở trong này con biết cái gì bỏ chạy gì? Con nói bỏ chạy ông la chú sao? Không không, ba không có la con. Bệnh mà khoái ra gió mày ghê. Nào con nói ba nghe nha, cái con gà nó không phải con gà đâu ba, nó là con quỷ. Nhìn vô cặp mắt nó còn nó ác hay ghê luôn á. Thôi thôi, ông đừng có nguyện nguyện không ơi. Ông bắt con gà không xong, ông còn làm được cái chuyện gì nữa. Chú ơi, chú có sao không chú? Nhìn cái mặt đi rồi có sao không con? Trời ơi, còn gì là Ngọc Sa Ma nữa. Cái gì sao dám ra đường trời. Ra ngoài đường chi? Giờ cũng dán cái mặt ra ngoài cho ba mang nhục hả? Bây giờ ba muốn ra không biết làm sao rồi nè. Gà quỷ gì á, dữ như quỷ gì đó, không biết gì nữa làm gì ngoài đó nữa. Ở đâu rồi, đâu rồi? Kệ tôi. Đừng có ra, mấy con gà nó không trở hết cái nhà mình rồi. Làm lú không à. Con nói thiệt. Con kè mấy đứa ơi. Nói rồi không nghe, mở cửa làm chi cho nó lên một gạch. Mày nín đi nha. Thấy con vậy không rút kinh nghiệm thì sao? Mày nói nữa tao dán vô miệng mày bây giờ á. Giờ muốn ra ngoài không biết làm sao. Bây giờ ai mà bắt được gà tao thưởng. Rồi, còn có cái sáng kiến này nào ba? Nói. Hay là ba gọi điện cho mấy ông bạn của ba ở trên núi xuống bắt con gà này đi. Mấy ông cho con gà đó. Tao không ngờ mày có thể mày có cái suy nghĩ của mày vượt thời gian vậy. Ta rảnh quá ha. Nhín chút thời gian cũng được mà. Thôi, không được. Ba, gì nữa? Có sáng kiến nữa rồi. Nữa, gì? Nhắc được trên núi mới nhớ. Ừ, tâm ý. Con ở trên núi đúng không? Con ở trên núi chắc là con biết bắt gà cái gì. Ừ, đúng rồi đó con. Con ở trên núi có giờ con bắt gà không? Chứ mấy người ở thành thị giống như chú với ông rồi đâu biết bắt gà. Dạ, tuy con ở trên núi nhưng mà con chưa bao giờ bắt gà hết á. Nhưng mà con ở trên núi thì chắc con biết bắt gà núi mà. Con bắt được mà chú tin con. Bắt quá lên hai gạch thôi không sao đâu con. Trời, mày là đàn ông con trai mà bắt không được. Người ta phụ nữ sao ta bắt được. Thiệt tình. Giờ đâu còn ai có khả năng bắt được con gà đó trời. Ai? Tâm Anh. Dạ. Hay là con thử con ra con bắt con gà đó.
Sao nó lẹ dữ vậy? Dạ thôi, để con thử vậy. Chú tin con. Chị ơi. Tâm Anh hả? Chị nhớ đi cẩn thận nha chị. Ừ, chị biết rồi. Chị ơi. Bây giờ em chỉ còn mình chị thôi đó. Nếu chị có gặp chuyện gì thì em biết sống với ai. Sao mà em nói giống như đang tiễn đưa chị vậy? Thôi, chị đi nha. Chị đã nói là chị biết rồi mà. Là chú đó. Chú hả? Ừ. Gia đình chú trông cậy vào con đó chứ. Kiên cường lên tâm ý. Dạ. Ừ. Ráng nha con. Cẩn thận. Ủa nó làm cái gì mà nó làm như vậy? Không sao đâu con, không sao đâu. Con không sao đâu. Được chưa con? Chưa lẽ, chưa lẽ. Chị ơi, chị sao? Chị rồi? Chị nhắn rồi đúng không? Thôi mọi người. Con có bị thương ở đâu không? Chị có sao? Con đã bắt con gà được cho mọi người. Gà đâu á? Con gà đâu? Dạ, đây nào. Trời đất, bắt gà tại sao lại ép vô nhà? Ông yên tâm, con còn nó lại rồi ông. Vậy hả? Rồi rồi, bây giờ đưa chú vô trong mồng nó, con răng bắt nó từng kia tiếp đi. Đây. Cẩn thận. Chứ gì trả thù nữa nè. Mày hồi nãy mày hành hạ tao sao nó nặng như vậy con? Trời ơi con quỷ gà nó nặng như vậy. Ủa cái này là đá mà phải không? Trời trời con. Dạ. Mở con mắt to ra. Cục đá con gà đâu? Trời ơi sao tự nhiên con còn cục đá? Ủa cục đá hả? Trời ơi. Chết cha. Hồi nãy con ra con không thấy đường. Con thấy cái gì đen đen con hoa đại à. Trời ơi cũng như không à. Giờ sao đối phó nó đây? Trời ơi. Nó biết bỏ cổ luôn. Nó tấn công người tới rồi bạn ơi. Thôi, giờ sao đây? Thằng Nguyên. Trời ơi, Nguyên. Anh Nguyên. Trời ơi, Nguyên ơi. Nguyên ơi, Nguyên. Con có sao? Con ăn con gà luôn rồi hả? Ủa sao nhà mình có mấy con gà dữ vậy bà? Cái đó là gà của bạn ông gửi lên đó. Em xin lỗi. Cả nhà ơi. Giờ mà ai cũng lên gặp là sao ta? Còn mày nữa, mày đứng mày dòm xuống đó, nó thấy mày nó chạy lên đây thì sao? Mấy con ác nhân đó nó chiếm ngự phòng khách rồi bà. Thì giờ cả gia đình không ai đi đâu được hết á. Con cũng vậy nè, con định qua nhà Thảo chơi mà tại mấy con gà ác quỷ đó không á. Sao tự nhiên tôi rước mấy con gà ác quỷ này về chi bây giờ? Giống như bị bế môn tỏa cản, không có làm gì được hết. Mẹ mà về thì chỉ cần đá dài phát thôi là tụi nó sẽ chết liền. Phải rồi. Đúng rồi. Duy nhất chỉ có con thám qua nó có thể trị được mấy con gà này. Hỏi đi chứ vợ mày đi. Dạ. Mấy cái con gà ác quỷ đây, tao sẽ cho tụi bay về chầu Diêm Vương. Sao vợ mày cũng chưa về nữa? Con gọi rồi, gói nó đang về đó ba. Thì gọi cho nó nữa. Trời ơi gọi hoài vợ con la con của nó chạy xe phân tâm. Từ từ có về tới. Đau quá. Sao tự nhiên thấy im reo không? Không biết giờ nó đang khóa mắt gì dưới. Biết nữa. Hay là bà xuống bà coi thử rồi. Tôi đá mày bây giờ á. Mày đi xuống coi. Mặt con hết chỗ gạch được rồi ba ơi, xuống nữa chỗ đầu gạch. Bây giờ tao biểu mày xuống, mày xuống không? Nhưng mà mày thấy không? Đó bao nhiêu con người ở đây, mày không có làm được cái gì hết. Rồi bây giờ không biết nó quậy phá gì vui nó. Thì mày có cách trách nhiệm lớn nhất trong nhà. Mày là thanh niên, mày phải xuống chứ. Xuống thiệt hả? Ừ. Nguyên. Xin con ra trong bao nhiêu khó nhỉ? Thôi thì tình cảm của con dành cho ba đi. Con có con cá gì, đứng dậy con, đứng dậy. Bà thương
đi trước đi, bà ở sau. Bỏ giữ con, đi con. Yên tâm đi, có chuyện gì ông con chịu trách nhiệm. Có thằng. Từ từ con. Con đi nhẹ nhẹ thôi, có tiếng động rồi nó nghe đó. Mấy con này là quỷ, nó tính tai lắm. Ủa ba ơi, nó kìa, nó kìa. Ở đây còn nè, kìa con. Ủa, hồi nãy ba con luôn mà, còn con ở đâu rồi? Chuyện gì? Nói. Dạ. Bà con thiếu quý. Ai thiếu quý? Ba có một gạch, ba là thiếu quý. Ba thiếu quý chắc mày là đại tướng. Nói đi. Tình hình nguy cấp lắm rồi. Lũ ác nhân nó bây giờ nó không những chiếm phòng khách mà nó chiếm luôn cái bếp luôn rồi. Trời ơi trời, tự nhiên giờ nhà mình nó vô nó chiếm cái nó đẩy toàn bộ gia đình lên lầu ở. Cái gì vậy trời? Cái gì mà nhà cửa bữa nay bề bộn như vậy trời? Trời ơi, ở đâu ra ba đứa bay quậy cái nhà này tưng bừng vậy hả? Chưa ăn ba cú đá của tao mà chưa sợ mà. Con đi về, đừng động. Con gà nó gài đó. Bình tĩnh đi, tiếng vợ mày. Nghe lầm tao. Hồi đó, ai đi đó. Nó gài mình để mình xuống, nó lên gạch mình đó. Gà biết kêu cứu hả mày? Cứu. Tiếng vợ mày. Đó là tiếng cứu. Nó gài. Nó gài tin con đi, con kinh nghiệm lắm. Tiếng cô đó. Cô ơi. Sao rồi? Sao vậy? Có sao? Tránh ra cho tôi. Tránh ra coi. Mày hay quá ha. Gà gài bây giờ vợ mày nó ra nông nổi này mày thấy chưa? Mày có vỏ mà, sao để mấy con gà nó hoài em te tôi vậy? Tụi nó không phải là mấy con gà, tụi nó là mấy con quỷ. Đúng rồi. Rồi đấy, lên gạch cho cô. Mau lên gạch con. Đánh nha. Con gà nó biến thành cậu ba để nó gài mình nữa đó. Thằng loạn thần, mày loạn thần. Sĩ. Đố cậu hả? Sao mọi người tụ tập ở đây? Sao con ở đây? Con về hồi nào? Dạ con về hồi sáng. Con mệt quá, con ngủ trong phòng á. Sao mọi người rách nát te tua vậy? Dạ thưa mọi người, mấy con gà đúng là hung dữ thiệt. Nhưng ta biết tại sao chúng ta thua nó không? Tại vì chúng ta tiến công liên lẻ để bị chia rẽ ra. Bây giờ điều quan trọng là chúng ta phải có một chiến thuật và phải tập hợp lại. Bây giờ bằng cách nào? Mọi người chú ý nha. Đây, con đã vẽ trước rồi. Mình cứ tưởng tượng đi, đây là khuôn viên nhà mình nè. Và đây là khu A, khu C và khu B. Bây giờ tấn công bằng cách nào? Chúng ta phải lập hai cách. Đó, chiến thuật là như vậy. Mọi người rõ chưa? Rõ. Chuẩn bị đạo cụ. Giải pháp. Yeah. Mọi người ơi, tập trung. Vào ngày hôm ấy, tất cả chúng tôi đã dùng lên giành lại sự tự do cho gia đình Thanh Nguyên. Và đó thật sự là một chiến đầy mệt mỏi. Điều quan trọng nhất là gì? Là gia đình chúng ta phải đoàn kết. Mọi người rõ chưa? Rõ. Mời cả nhà ăn gà mừng chiến thắng của chúng ta. Mời. Như các bạn thấy đó, trận chiến kéo dài 4 tiếng đồng hồ cuối cùng đã kết thúc và chúng tôi đã tiêu diệt gọn hết lũ gà gian ác. Quan trọng nhất là giành lại tự do, được toàn quyền sử dụng ngôi nhà cho mọi người. Chiến thắng này đối với gia đình tôi có thể gọi là một chiến thắng lừng lẫy nhất. Kể từ đó, mỗi lần đánh gà, chúng tôi không thể nào quên trận chiến mà chúng tôi đã trải qua.